hay xem chúng ta như đôi bạn thân, nhưng trong thật tâm em vẫn mong được nhiều hơn thế. Vì lâu nay mình đã sẽ chỉ nhổ bao buồn vui, em sợ mình không có ngày mai. Nhưng lúc anh vui đùa cùng em, kể biết bao câu chuyện tình yêu, có biết chăng trong lòng em đang nhói đau vì yêu anh. Nhiều lần em đã nói dối anh, có một chàng trai đang thầm yêu em. Vậy mà vô tâm anh cứ chúc mừng, chúc em tìm thấy được tình yêu. Rồi một ngày khi anh đi bên em ngập ngừng, anh nói nhớ em thật nhiều. Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan òa trong tim, nghẹn ngào lệ rơi. Anh ơi em mong đã từ lâu lắm câu yêu này, và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh, nhớ rất nhiều. Rồi một ngày kia anh đi bên em ngập ngừng, anh nói nhớ em thật nhiều. Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan òa trong tim, nghẹn ngào lệ rơi. Anh ơi em mong đã từ lâu lắm câu yêu này, và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh, nhớ rất nhiều. Và cũng muốn nói với anh em thật nhớ anh, nhớ rất nhiều. Xuất sắc luôn. Yeah. Chào Sơn ca. Chào em. À, ngày hôm nay rất là thú vị với phần quà tinh thần mà Sơn ca đã dành tặng cho tất cả quý vị. Đó chính là bài hát đã tạo nên tên tuổi của cô ấy, Em Nhớ Anh Rất Nhiều. Cảm ơn Sơn ca đã dành tặng bài này cho riêng Hoàng. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Bình ngày hôm nay được làm sống lại với không gian của Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào khung giờ 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay Sơn ca là nghệ sĩ khách mời đặc biệt. Và đương nhiên trong suốt một chặng hành trình cùng với nghệ thuật thì bạn cũng đã có một số lượng fan nhất định rồi. Ngày hôm nay chờ đón xem những phần quà độc nhất vô nhị từ trước đến giờ bạn chưa bao giờ được nhận đến từ fan hâm mộ sẽ như thế nào đây, liên quan tới ăn uống. Được quà hả? Được. Ăn uống hả? Thích luôn. Bình thường thì Sơn ca tự nấu ăn cho mình ăn hay là sẽ được người nhà nấu cho ăn? Nếu mà để Sơn ca nấu là một thảm họa đó. Sơn ca nấu là một thảm họa đó. Sao vậy? Không có biết nấu ăn. À vậy hả? Tại bận quá mà. Chị chỉ biết ăn thôi, không biết nấu ăn. À không biết nấu, chỉ biết ăn thôi. Biết dọn không? Biết. Dọn thì biết. Bữa nay dọn để Hoàng luôn. Sơn ca chỉ việc hưởng thụ thôi. Hứa rồi nha. Hãy sẵn sàng để khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao của Sơn ca. Xin mời bạn sẽ di chuyển về phía khu vực tủ lạnh. Tủ lạnh hả? Khám phá Khẩu Vị Ngôi Sao, đó chính là phần đầu tiên để chúng ta biết được rằng cái gu ăn uống của bạn Sơn ca như thế nào đây. Một cô ca sĩ để có thể dưỡng được một chất giọng trong trẻo qua năm tháng như vậy thì không biết bí kíp như thế nào hen. Tốt nhất là đừng có nên ăn cái gì mà nó quá chua. Quá chua à? Hát vô cái giọng nó chanh chua lắm, không có ngọt ngào được. Sẽ bị xét giọng. À xét giọng vậy. Tại vì nó có acid mà. Acid. Nhưng mà cũng không được ăn quá ngọt luôn. Ủa sao vậy? Ngọt cũng không được, tại vì ngọt nó sẽ làm cho cái cổ họng mình không tốt. Biết sao Hàng hỏi những câu này không? Sao vậy? Để cho hai bạn fan hâm mộ đứng ở xa xa ở đằng sau á nghe lõm được, để có thể rút một xíu kinh nghiệm để lát nữa nấu ăn sẽ đúng khẩu vị của Sơn ca. Và bây giờ sẽ là phần lộ diện của các bạn ấy. Xin mời sự xuất hiện của hai bạn Xuân Nghĩa và Hồ Quý. Yeah. Dạ chào anh chị ạ. Chào Nghĩa, chào Quý. Mình bắt tay nhẹ cái nha nè. Ừ, cái gì vậy? Cho ôm ngộ ha. Chị cho ôm luôn được không? Ôm luôn đi. Thoải mái em ơi. Hay ha, fan club bạn cũng có màu sắc riêng quá ha. Chào hai bạn. Không biết tình cảm và sự gắn bó của các bạn với Sơn ca được bao lâu rồi hen? Dạ em là Xuân Nghĩa, hiện đang là MC diễn viên. Còn em? Dạ em tên là Hồ Quý. Sự nghiệp của em là model tự do. Em biết chị Sơn ca từ cái lúc mà thời thơ ấu của em. Em xem có bộ phim mà Gọi Giấc Mơ Về á. Nói chung là nói chị Sơn ca là ai cũng biết cái bài là Em Nhanh Rất Nhiều. Nhưng mà bây giờ cần phải khám phá chút xíu về khẩu vị của cô ấy nữa. Mở tủ lạnh ra nào. Rất nhiều thức ăn và thức uống khác nhau, nhưng mà chắc chắn trong đây
sẽ có món mà Sơn Ca không thích đúng không? Trả lời có hay không? Cái gì mà ăn được hết trơn á, rất là dễ ăn. Ghê vậy? 100% trong cái tủ lạnh này bạn có thể ăn được luôn. Cũng có món không thích á. Món không thích nhiều không? Như món không thích có hai món à. Còn về nước uống thì sao nào? Bạn thích uống nước, uống sữa, uống trà hay uống gì không? Không thích uống sữa. À ok, chúng ta đã có những thông tin cần thiết rồi. Đóng tủ lạnh nào. Trời quá trời, đồ ăn ngon luôn á. Nhiều lắm luôn á. Ăn liền luôn á. Sẵn sàng nhưng mà chưa biết là món ăn sẽ tên gọi là gì, nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ là sẽ ra sao. Sẵn sàng vào bếp nha. Và bây giờ hãy sẵn sàng với thử thách đầu tiên. Trong vòng 60 giây, Hồ Quý và Xuân Nghĩa cố gắng chạy về khu vực trưng bày, lấy càng nhiều món càng tốt, mỗi lượt đi được lấy một món mà thôi. Và món ăn đó, các bạn phải đoán được rằng là có hợp khẩu vị với Sơn Ca hay không. Sẵn sàng nha. Ai là người chiến thắng ở phần thử thách này thì có quyền được lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính theo đúng sở trường của các bạn. Hồ Hiệu Lệnh đi Sơn Ca. Hiệu Lệnh hả? Vô. Hết giờ. Sơn Ca kiểm tra bên bếp của ai trước nào? À được, đúng phong cách mê trai. Rồi, Sơn Nghĩa ha, 1, 2, 3, 4, 5. Với 5 món ăn này, cái quan trọng là câu trả lời của Sơn Ca nè. Bạn thích mấy món? Hả? Một món rồi. Thích thịt bò không chị? Trời ơi, món ruột của tôi. Dạ, hai rồi. Hai. Táo, ba. Và bốn luôn. À, không thích ốc sao? Thích ốc nhưng mà căn xui cái ốc này không thích. Trời ơi, lấy ngay ốc cà na là bạn ấy không thích. Rồi, như vậy là bạn có 4 món hợp khẩu vị với Sơn Ca. Chúc mừng bạn Sơn Nghĩa. Là chắc cũng nhiều đấy chứ hả? 5 món này thì bạn Sơn Ca thích mấy món? Nói thiệt luôn á, nói thiệt nha. Thiệt. Thích hết 5 món. Trời ơi, một cái giây phút đứng hình của bạn Xuân Nghĩa luôn. Ủa, em tưởng em thắng rồi. Ừ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng mà những cái món này là những cái món giảm cân. Chính xác. Ồ, hợp lý quá. Và như vậy, Hồ Quý có quyền ưu tiên được lựa chọn món nguyên liệu chính. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Không biết là đầu bếp của chúng tôi đó chính là bạn Hồ Quý. Bạn sẽ lựa món nguyên liệu chính nào? Đây là sò huyết. Và đây là trứng gà. Bạn chọn món nào? Em nghĩ là chọn sò huyết. Wow, chắc chưa? Tại vì trứng gà ăn mỡ dầu không mà mập lắm. Ồ, bạn cũng như vậy, bạn quyết định là lựa chọn sò huyết. Rồi, chúc mừng bạn với món sò huyết nha. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ để an ủi cho bạn Nghĩa nè. Cầm trứng gà này, qua tặng cho bạn. Không sao hết Nghĩa, bạn chơi cũng rất là xuất sắc. Tặng cho em. Đó là nguyên liệu chính, nhưng mà chưa biết nguyên liệu phụ là gì để chế biến thức ăn. Bây giờ xin mời Sơn Ca và quý vị khán giả bước vào vòng tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Và bây giờ xin mời quý vị hãy tiếp sức thực phẩm cùng với ca sĩ Sơn Ca. Chờ đón xem các fan hâm mộ, đặc biệt là bạn Hồ Quý đang ở vị trí người chơi đầu tiên, sẽ gợi ý bằng lời nói và hành động như thế nào để Sơn Ca hiểu rõ ý và đoán cho được đúng chính xác với đề bài nằm ở sau lưng bạn. Quan trọng hơn hết, đừng để phạm quy. Nếu như các bạn nói phạm vào những từ khóa liên quan đến đáp án thì chúng ta sẽ bị lướt qua khỏi đề bài đó. 3, 2, 1, bắt đầu. Kể đi. Cái gì ngọt ngọt? Ngọt hả? Giống như bánh vậy đó, mà dùng để nấu chè á. Sao giống cục đường phèn quá vậy em? Ngọt ngọt mà giống như bánh. Thì khi mà chị bệnh á, chị uống trà gì? Bệnh uống trà cà đau. Trà tắc. Ê, em đang hỏi chị Sơn Ca. Cứ bỏ cái gì vô để uống giải cảm. Bỏ đường. Cái gì cay cay á? Cay. Đó, đúng rồi đó. Cái cũ là có thể làm mất được đó chị. Rồi, phạm quy mất chữ cũ rồi. Thật đáng tiếc. Nào, tiếp tục nào. Cái trái. Cái gì? Trái Nghĩa với muối á. Hả? Rồi, cho qua. À, cái gì thường thường chị muốn cho nó đặc á, chị phải bỏ cái đó vô á chị. Cái đó là cái gì? Đúng rồi, cái nấu chè, chị phải bỏ cái bột năng hả? Yeah. Trời hay quá. Mừng quá. Trời mừng quá.
À, chị thường chị ăn fast food á thì chị có những cái nước chấm gì chị? Sốt tương ớt. Ờ, gì nữa? Sốt tiêu, sốt cà, bả chữ, muối tiêu chanh. Cái loại sốt nó chua ngọt á chị. Ráng đi, ráng đi, ráng đi. Con rùi mà nó chua thiệt chua á, mình gọi là con rùi gì? Con rùi hay con rùi? Con rùi, rùi, rùi. Rùi chua. Ừ, chua thiệt chua mình gọi là rùi gì? Hết 60 giây. Nào, 30 giây tiếp theo xin mời Sơn Ca chạy đi lấy đồ em ơi. Nãy giờ Sơn Ca đã đoán được những đáp án nào mình tự tin nhất, hãy lấy món đồ ăn đó đem về mẹ của bạn Hồ Quý. Nhanh lên nào, chỉ có 30 giây thôi, 30 giây thôi, không có thời gian để vào phố đâu. Được mấy món? Đó thì đó, nãy giờ Sơn Ca đoán được cái nào trúng thì đem về. Buồn quá. Hết giờ rồi. Bây giờ hãy kiểm tra xem Sơn Ca có mang về được những món ăn hợp lệ hay không. Đầu tiên là củ gừng. Trời ơi, mất quá nhiều thời gian cho củ gừng luôn á. Em nói đau bụng là chị biết rồi. Đề bài thứ hai là đường thốt nốt. Cái này hơi khó hẹn. Tiếp tục với bột năng. Bột năng bạn đã đoán chính xác, có đem về bột năng không nào? Có. Ờ, hên quá. Tiếp theo, tương xí mùi. Ồ, cái này làm sao mà đoán được. Ủa, hồi nãy em gợi ý cái cụm từ này là sao vậy cưng? Ê, con rùi chua lè. À, rùi giấm á hả? Trời ơi, thấy hồn chưa? Khá nhiều món đã bị thiếu. Trách nhiệm thuộc về Sơn Ca khi bạn đoán quá chậm khiến cho ảnh hưởng đến phong độ của người gợi ý. Bạn phải chịu mọi trách nhiệm trước phần chơi này. Chờ xem bạn có tương tác tốt với bạn Sơn Nghĩa hay không. Xin mời Sơn Nghĩa. Ba, hai, một, bắt đầu. Cái gì mà sắc ra nó hăng cay mắt cái chị? Hành tây. Yeah, hay quá. Dạ. Tốt, tốt. Hai từ, cũng là lấy cái từ đầu của từ vừa rồi chị mới nói á. Hành lá. À, màu gì mộng mơ? Mà hành tím. Yes, chính xác. Cái gì vị cay xay ra màu đen? À, chết rồi. Vị thổng vị xay. Vị cay, màu đỏ. Ớt. Cái gì cái này? Cái sừng. Bạn của con bò. Bạn của con bò là con né râu. Ghép ba từ đó lại. Ba từ nào? Từ đầu tiên là cái gì cay chị tập trung. Ớt sừng trâu. Ừ đó, hay quá. Dạ. Năm. À, cái gì mà bốn, chị thích ăn hồi nãy là bò thì hai, bây giờ là gì? Một bò. Hết giờ nào, 30 giây đi lấy đồ nào. 60 giây tận dụng cũng khá tốt, mong là bạn sẽ đem về những món ăn hợp lệ và trùng khớp với gỉ. Ráng lên Sơn Ca. Hết giờ rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra đáp án nào. Đề bài đầu tiên là hành tây. Có hành tây chưa nào? À, hành tây. Chính xác, rất là thông minh, sắc ra bị cay mắt. Tiếp theo là một cái loại hành mang màu mộng mơ. Hành tím, chính xác luôn. Thật đáng tiếc với đề bài này thì bạn lại phạm quy mất chữ say rồi. Dạ vâng. Tiếp theo, ớt sườn trâu. Hay quá. Tiếp theo, đó chính là phần mà chúng ta chưa đủ thời gian. Thịt heo. Như vậy bạn đã thiếu mất hai nguyên liệu phụ, đó chính là thịt heo và tiêu xay. Wow. Nếu như mà thiếu hai món này thì công thức không hoàn hảo, món ăn sẽ không ngon. Sẵn sàng xem hình phạt của Sơn Ca như thế nào để giúp cho hai người chơi có được những nguyên liệu phụ bị thiếu. Xin mời quý vị đến với hình phạt dành cho Sơn Ca. Nếu như bạn vượt qua được cái thử thách này và hình phạt được chấp nhận cho qua thì những món nguyên liệu phụ sẽ được trở về với hai người chơi. Nếu như bạn không vượt qua được, xem như nguyên liệu phụ sẽ bị hủy. Và món ăn ngày hôm nay là coi như món ăn chay luôn. Nấu đồ chay cho bạn ăn luôn. Bên đây sẽ là hành xào với ớt. Bên đây thì khuấy bột năng chung với nước cho bạn húp. À, bây giờ bạn hãy hóa thân của mình thành những chú động vật đáng yêu khác nhau. Phải diễn tả bằng bài hát và hình thể của mình. À, bằng bài với hát. Bài hát Em nhớ anh rất nhiều. Đầu tiên sẽ là ngôn ngữ của loài mèo. Ngôn ngữ của loài mèo. Vừa hát vừa meo meo mà vừa phải diễn tả để mọi người thấy. À, đây là con mèo nè. Sẵn sàng chưa? Con mèo hả? Mèo meo 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 meo. Bà hát nghe muốn méo xẹo luôn hả? Được chưa? Ừ, coi như là con đầu Câu tiên nhẹ nhẹ cho qua. Bây giờ sẽ là con thú cưng thứ hai, một con rất là đáng yêu, con sói. Rồi xong. Thiếu hú. Hay quá, được, chấp nhận. Sẵn sàng với con động vật thứ ba. Mấy con vậy? À, con này à, ba con thôi ha. Ba con. Nhờ cho tiết kiệm sức, con phải dễ thôi. Con khỉ. Cái động tác hình thể của mình phải ra con khỉ, hiểu không? Không, cái
tay phải vậy. Đúng rồi. Hát đi. Rồi làm sao hát? Cái này hát thủy hát kêu được sao? Con Thủy kêu sao? Cái gì vậy trời? Tập trung nè. Thì đó. Làm cho điệp khúc. Đòi điệp khúc. Nghe nghe cho ra cái câu không có nghe được cái gì hết. Hai ba. Sao hài lòng không? Dạ. Xuân Nghĩa hài lòng không? Em thấy mặc dù không giống lắm nhưng mà chị làm rất là dễ thương. Như vậy thì với phần quyết định vừa rồi của cả hai bạn, em cảm thấy hài lòng với tiết mục của bạn ấy không? Dạ hài lòng. Chúc mừng Sơn Ca. Như vậy ba con động vật vừa rồi đã được sống lại trên sân khấu của Không Bị Ngôi Sao. Nên chúc mừng bạn, bạn được quyền đem những nguyên liệu phụ về cho hai người chơi. Xin mời Sơn Ca. Như vậy đây là khoảng thời gian không gian riêng dành cho cả hai đầu bếp chúng ta tập trung nấu ăn thật là ngon, bồi bổ lại cơ thể của bạn. Và bây giờ xin mời Sơn Ca nghỉ giải lao trong vài lát. Hai bạn cố gắng lên nha. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau chào đón hai món ăn rất ngon, hai phần quà mà Fan Hâm Mộ đã dành tặng cho ca sĩ Sơn Ca. Xin mời hai bạn Xuân Nghĩa và Hồ Quý. Nào, hai bạn đã trình bày rất là đẹp mắt tại gian bếp của mình rồi. Bây giờ là giây phút để chúng ta khoe cái thành phẩm của mình. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tình cảm dồn nén vào đây rồi. Wow. Về phần thẩm mỹ là tuyệt đối là 10 điểm chắc luôn á. Đó là ý kiến của Hoàng. Còn với Sơn Ca thì sao? Ta thấy hai bạn đều như vậy, đều đẹp. Trang trí đẹp quá Hồ. Nhìn cái muốn ăn liền luôn á. Bây giờ xin mời hai bạn hãy di chuyển về khu vực ghế ngồi để mình bày tỏ tình cảm của mình nào. Xin mời. Đây là món ăn của bạn Xuân Nghĩa. Đây là món ăn của bạn Hồ Quý. Xuân Nghĩa ơi, bạn đặt tên món ăn của mình là gì nào? Đó là gà hóa thiên nga. Trong đó là có hành nữa. Mà hành là chị rất là thích. Còn thịt đó em hòa quyện với nhau. Và đặc biệt là có đầy rực rỡ sắc màu. Bánh hình tròn đầy đặn, tượng trưng cho tình cảm của em với chị. Và đòn lung linh có hoa ớt đồ nữa. Đó là món ăn của bạn Nghĩa. Còn món ăn của bạn Quý thì sao nào? Em đặt tên món ăn của mình là gì? Món của em là món sò quý tứ xuyên. Có nghĩa là phải ăn thường xuyên. Ăn cái này bổ lắm đó anh. Ăn tứ phía, ăn tứ bề. Ăn thường xuyên gọi là sò quý tứ xuyên. Bây giờ em muốn thưởng thức món nào trước nào? Thật sự khó. Sơn Ca ăn món nào khó trước ta? Nếu mà mình không có muốn bị khẩu vị nó bị ăn món này sau ăn món kia sẽ bị khẩu vị nó bị lẫn lộn thì mình nên ăn cái này trước. Rồi mình hãy ăn cái này. Hoàng đoán á, là cái sự lựa chọn của Sơn Ca là chính xác. Bởi vì đây là món ăn có cái hương vị nó vừa phải. Còn bên đây đậm đà mặn mà hơn. Mình để sau. Ok. Xin mời Sơn Ca nâng đũa nè. Thưởng thức món. Ăn trước hả? Dạ. Thôi Hoàng ăn chung đi. Hóa thiên nga. Ăn chung đi. Đây để Hoàng đã bơ gấp cho người đẹp Sơn Ca nào. Đúng ngủ sắc không? Chấm với nước tương hả chị Sơn Ca? Chấm với nước tương nữa hả? Chấm nước tương nữa. Đó đó Sơn Ca chấm đi. Chấm nước tương. Ngon quá. Ăn cảm giác giống như ăn chả cá vậy đó. Dai dai dai, nó giòn giòn, nó rộp rộp nữa nè. Nó tạo thành nhiều lớp á, giống như pizza và nó kết dính với nhau. Khéo tay quá. Mà pizza là ngán, không tăng cân nữa. Còn ăn này ăn hoài cũng được, ăn cái cơm cũng được nè. Ăn không cũng được. Xuất sắc. Bây giờ để chúng tôi uống miếng nước, đảm bảo được khẩu vị mình ở số 0. Để thưởng thức món của bạn. Đây, đẹp quá à, thiệt. Không nỡ chạm vô luôn á. Thiệt hoài vô chân nè. Hơi ngon, hơi bị ngon hen. Nè, quan trọng là cái phần nước sốt đó nha. Cho Hoàng thử nha. Quá ngon, không biết nói gì luôn. Giờ chỉ biết tập trung ăn thôi, sợ hết. Sò huyết ăn cũng nhiều đó. Nhưng mà đa số là ví dụ là nước mọi nè. Hay là răng muối, răng me. Nhưng mà lần đầu tiên là Hoàng được ăn thưởng thức cùng với một cái nước sốt rất là đặc biệt. Kết hợp cùng với tương xí muội. Đúng rồi. Ngon quá. Hấp dẫn nè. Cái này nếu mà mình thích hợp cho những cái buổi giống như ăn ăn chơi, ăn vặt hoặc là nhâm nhi cùng bạn bè nè. Nhâm nhi cùng bạn bè. Xuất sắc luôn. Nhưng mà rõ ràng là bạn có để ý không Sơn Ca? Hồ Quý rất kỹ tính. Bạn ấy lột vỏ hết, chỉ để lại một nửa thôi. Đúng. Để chúng ta dễ dàng, không phải bị quá rườm rà và phiền phức. Giơ tay không? Ăn một cái là chính xác luôn, không trượt phát nào. Bên cạnh đó là mình có thể kết hợp cùng với những món mà bạn vừa mới kể. Rồi quá trình làm
sơ chế của Hậu Quý cũng rất là kỹ lưỡng. Ăn nãy giờ mấy con mà không hề có con nào bị cát, không hề bị sạn, không hề ít. Thịt còn rất là tươi và ngon. Bạn ấy làm cái lửa vừa đủ, không có không lửa to quá là bị cháy và khô. Và cái phần tương xí muội nha, bạn phải kết hợp làm sao canh thời gian vừa đủ vừa đúng lúc là thả vô liền. Chứ thả sớm quá cảm thấy cái món này nó khó nè, khét, nó đòi hỏi rất là nhiều thứ tỉ mỉ. Đúng đúng đúng, phải để ý nhiều lắm. Bạn đã từng thực hiện món này bao giờ chưa? Dạ em thực hiện cũng nhiều lần rồi. May mắn quá, về đúng sở trường của bạn rồi. Hèn chi bạn ấy đã chọn món sò huyết ngay từ đầu. Rồi bây giờ chúng ta hãy đến với phần quyết định của Sơn Ca. Món ăn nào là món ăn chiến thắng ngày hôm nay cùng với khẩu vị ngôi sao? Quá ngon. Khó quá Hoàng ơi. Ừ thì cứ suy nghĩ đi. Hoàng ăn món nào thấy ngon hơn? Món nào cũng ngon hết. Cha cũng thấy vậy á. Nhưng mà phải lựa chọn một món thôi, của một chủ nhân một thôi. Khó quá à, giờ biết chọn cái nào giờ. Thật ra là món nào cũng ngon hết bạn ơi. Tự luôn, món nào thấy cũng hấp dẫn, món nào cũng đòi hỏi sự khéo léo. Nhất là cái món này có tỉa trái ớt nè, rất kỹ. Nếu mà phải chọn thì sự nha, thật ra chọn món nào cũng là vậy hết, tại vì món nào cũng ngon hết. Nhưng mà hôm nay tại vì chương trình bắt buộc là mình phải chọn. Coi như đại diện đi. Thôi đại diện, đại diện thôi, một hai người đi. Thì nếu mà chấm về mọi thứ hoàn hảo hết thì Sơn Ca xin chọn. Ca thấy cái món này nó khó nè, khét, nó đòi hỏi rất là nhiều thứ tỉ đúng, mỉ. Đúng đúng, còn ăn này ăn hoài cũng được, ăn cơm cũng được nè, ăn không cũng được, thật sắc. Sơn Ca xin chọn món của bạn Hậu Quý. Như vậy món của Hậu Quý đó chính là sò huyết tứ xuyên đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Chúc mừng bạn. Dễ thương nào, cũng phải chúc mừng đến bạn Xuân Nghĩa thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng mà cũng chúc mừng bạn Xuân Nghĩa nha, Xuân Nghĩa cũng giỏi thiệt. Sơn Ca thay mặt cho chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao hãy trao tặng giải thưởng giải nhất trị giá 5 triệu đồng dành cho bạn Hồ Quý, người đã chiến thắng với món ăn được mang tên là sò huyết tứ xuyên. Chúc mừng bạn. Em rất là vui. Vui lắm luôn á. Cảm ơn em. Gì đủ rồi đó. Còn với Xuân Nghĩa hay sao nào, xem như ngày hôm nay mình nhường lại cho người đẹp một tí, mình lùi lại một bước để chứng tỏ mình cũng ga lăng và nấu ăn rất là ngon, được không nào? Em thấy bạn món sò huyết tứ xuyên của bạn rất là tỉ mỉ. Dạ, cho nên là bạn giành chiến thắng là điều chính xác. Còn em thì tới đây được nấu cho thần tượng của mình ăn là một điều hạnh phúc rồi. Lại còn gặp được anh Hoàng rapper dễ thương em. Lầy lầy nữa, vui vui. Cho nên là không có gì phải hối hận nữa. Cảm ơn bạn Xuân Nghĩa rất nhiều, ngày hôm nay đã tặng cho chúng tôi một công thức chế biến rất là tuyệt vời. Một món trứng ngũ sắc, mang phong cách rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả và ăn đầy bổ dưỡng nữa. Ăn buổi nào cũng được, ăn với món ăn đi kèm nào cũng được hết, rất là tiện dụng. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn Sơn Ca. Ngày hôm nay Sơn Ca là người lời nhất đó nha. Rất nhiều phần quà. Cảm ơn bạn đã hết mình trong phần hình phạt vừa rồi. Cảm ơn Hoàng. Lần đầu tiên Ca mới biết là con khỉ nó hát như vậy. Cảm ơn Sơn Ca. Quý vị thân mến, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.